chào các bạn. Hôm nay lại tiếp tục mình sẽ review cho các bạn xem mấy tác phẩm đẹp. Thời tiết cũng đang mưa đó các bạn. Trước mặt các bạn là một cái cây sâm bông, một cái thế đổ cực kỳ đẹp. Cây cũng rất là nhỏ nhưng mà một cái thế đổ xuống rất là dài, đổ tầm khoảng 1 mét đó các bạn. Đây các bạn nhìn thấy rất là đẹp và có rất nhiều cây, cây đẹp, cây độc, cây quái, mình sẽ chi tiết lần lượt cho các bạn cùng xem. Trên một cái chiếc chậu cây sâm bông này, chiếc chậu cũng rất là đẹp đấy các bạn. Và cây cũng rất là nhỏ nhưng mà tạo ra một cái thế đổ dài xuống. Rất là hay luôn đó các bạn. Đây là dòng sâm bông. Đây một cái thế nó là hai thân này các bạn. Đây, hai thân. Bởi vì thân nó cũng còn quá bé, nó không đủ để cho mình làm một cái thế đổ xuống cho đều, cho đầy đủ tay cành, nên là phải nhờ vào một thân nữa. Đây là hai thân. Đây một thân thân chính, một thân chính đổ xuống, và đây nữa là một thân phụ, nó cũng đổ theo để cho chi tán nó che đi, bớt kín cái phần này cho nó hấp dẫn cho một tác phẩm đẹp đó các bạn. Đây mình có thấy nó ra cái bông này các bạn. Thấy cái bông của nó. Một cái thế đổ này cũng cực kỳ là hay rồi các bạn. Rồi để mình sẽ chi tiết cho các bạn xem một tác phẩm đẹp, phải nói là nhìn rất là mê luôn các bạn. Rồi để tiếp tục nha các bạn, mời các bạn xem một gốc hoa giấy quá đẹp luôn các bạn, rất là đỉnh cho một tác phẩm hoa giấy. Đây là giống của nó là giống nước ngoài nha các bạn. Mà cái mùa này nó cũng chưa cho bông. Độ tầm khoảng mùa xuân nữa các bạn, cây sẽ cho bông. Đây các bạn thấy cái tác phẩm mini. Tầm khoảng chiều cao từ mặt chậu lên 50 phân. Đây các bạn thấy cái phần gốc. Quá là đẹp cho một gốc hoa giấy. Đây, tay cành rất là thuộc. Rồi mình chi tiết bốn bên cho các bạn xem. Một gốc hoa giấy cực kỳ đẹp. Đây các bạn thấy cây được cù lại rất là già. Đây phần thân tuy nhỏ nhưng mà rất là già đó các bạn. Phần rễ trên một chiếc chậu tròn cũng khá là đẹp. Đây mình chi tiết rõ hơn cái phần ngọn cho các bạn xem. Là nghệ nhân người ta ép lại đó các bạn. Đó các bạn nhìn thấy ép cái phần ngọn lại cho nó đùng cây, nên cây rất là thấp.
Đây các bạn thấy một cái gốc hoa giấy tuyệt đỉnh không? Quá đẹp. Tay cành rất là đều. Cái này mà để mùa xuân đó các bạn. Nó cho bông rực rỡ. Giống này là giống nước ngoài. Mình các bạn nhìn thấy cái lá của nó là các bạn cũng nhận ra. Không phải giống truyền thống. Các bạn nhìn thấy không? Vườn cây này rất là rộng lớn. Rất là nhiều loại cây. Đủ loại cây hết đó các bạn. Rất là nhiều tác phẩm đẹp. Để xa xa các bạn thấy cây rất là nhiều. Riêng về một cái tác phẩm gốc hoa giấy này, theo như mình nhìn ngắm thì rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn nhìn thấy cái phần ngọn người ta cù lại đó, ép xuống cho nó thấp cây đi. Nên nó rất là đẹp. Rồi để tiếp tục nha các bạn, mình sẽ review một gốc mai chiếu thủy mini. Rất là nhỏ gọn. Cây này để trên bàn uống nước là rất là đẹp. Tây tàn rất là đều. Cây rất là nhỏ. Chiều cao của cây từ mặt chậu lên tầm khoảng 35 phân. Cây rất là đẹp luôn các bạn. Tác phẩm đẹp mini mai chiếu thủy. Đây bộ gốc cũng tương đối lớn đó các bạn, cũng khoảng 2 tay mình đó. Cái hoành của nó, những cái phần rễ nó đổ dài nè các bạn. Đó, ăn theo chậu. Chậu cũng rất là nhỏ gọn. Tay cành cũng rất là chi tiết. Các bạn nhìn thấy cái phần trên này người ta cũng cắt cù lại cho một cái phần thân nó rất là nhỏ ngắn để người ta ép lại thành mini. Trên đã nuôi tây cành, cây rất là thuộc. Phần rễ cũng khá là nhiều, trải dài bốn bên. Các bạn thấy rất là nhỏ gọn. Cực kỳ đẹp luôn đó các bạn. Nó đều nhau đẹp cả bốn mặt. Thời tiết miền Trung cũng đang mưa đó các bạn. Và bầu trời cũng âm u. Nó cũng thiếu đi ánh sáng đó các bạn. Mình quay nó cũng ít đẹp. Các bạn cũng thông cảm.
cây cũng đã bắt đầu cho hoa rồi các bạn. Hoa rất là đẹp. Các bạn thấy trọn vẹn một tác phẩm mini Mai Chiếu Thủy, cực kỳ đẹp. Rồi mình cũng dừng video các bạn ơi, hẹn các bạn lại video tiếp theo. Các bạn xem nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ. Xin chào các bạn.